Hậu lùm xùm tình cảm với Trường Giang, nam em bất ngờ có tin vui. Có thể nam em sẽ quay trở lại với một cuộc thi nhan sắc rất hoành tráng trong thời gian tới. Thời gian vừa qua, cái tên Trường Giang nam em xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Mọi thứ xuất phát từ lúc nam em có những chia sẻ rất thật về câu chuyện đang gây xôn xao giữa cô và Trường Giang. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài. Cả hai đã có khoảng thời gian 30 ngày mà theo cô là rất hạnh phúc. Chẳng những thế, cô cảm thấy như nghiện Trường Giang và luôn muốn gặp anh. Người đầu tiên cô nhắn tin trong ngày là anh và người cuối cùng cũng là anh. Nam em dùng rất nhiều từ ngữ chi tiết để kể về những ngày tháng ngọt ngào giữa cô và Trường Giang. Sau ồn ào tình cảm, nam em chọn cho mình cách sống bình yên, nghe dạng triết lý đời sống. Mới đây trên trang cá nhân, nam em bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái nói về công việc. Theo đó cô tiết lộ, mới nhận một tin rất vui từ anh quản lý, lại xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi Hoa hậu quốc tế rồi. Chuẩn bị luyện tập và xuất hiện đầy tự tin lại nào, tháng 4 nỗ lực và miệt mài làm việc. Nam em dường như rất hào hứng cho lần trở lại này. Đây cũng có thể coi là dịp mà cô cần phải tập trung, nỗ lực hết mình, vượt qua được mọi ồn ào gần đây. Năm 2016, Hoa Khôi Tiền Giang đã dồn tâm sức tập luyện rất kỹ càng cho những ngày thi đấu cam go tại Miss Earth và đã mang lại thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc uy tín nhất nhì thế giới. Ngay trước thềm chung kết, cô lại lập thêm kỳ tích. Khi dự án thiện nguyện mà cô đầu tư kỳ công được xướng tên trong top 3, thí sinh có dự án môi trường xuất sắc nhất. Những thành tích phụ đó đã giúp cho đại diện Việt Nam trở thành đại diện châu Á duy nhất lọt vào top 8 chung cuộc.